Con Chim Nhại là tác phẩm kinh điển của nhà văn Harper Lee trong sự nghiệp sáng tác của bà và của cả nền văn học Mỹ thời hiện đại. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1960, thời điểm nhạy cảm nhất trong phong trào đấu tranh của người da màu, đã khuấy lên cơn sóng dữ dội khắp thế giới. Với hình ảnh con chim nhại được tác giả nhắc đến xuyên suốt tác phẩm, loài chim chẳng làm gì cả ngoài việc hót cho chúng ta nghe bằng cả trái tim của nó. Hình ảnh con chim nhại biểu tượng của sự ngây thơ trong sạch và những con người hiền lành trong xã hội. Việc giết con chim nhại cũng đồng nghĩa với việc giết những con người lương thiện. Giết con chim nhại dài 419 trang được chia làm hai phần, để nhẹ nhàng, tinh tế đề cập đến những vấn đề nóng hổi của xã hội. Qua cái nhìn ngây thơ của Scott, lấy bối cảnh ở hạt Macomb, Alabama, một tiểu bang miền Nam rất nặng thành kiến phân biệt chủng tộc, xoay quanh cuộc sống thường ngày của gia đình Finch, gồm có ông bố Atticus, một luật sư, cậu con trai 10 tuổi James và cô con gái 6 tuổi Scott, và biến cố tiêu biểu phản ánh thực trạng xã hội Mỹ những năm thập niên 1930, đồng thời tạo nên giá trị của cuốn sách là việc ông bố Atticus bảo vệ cho một người da đen, Tom Robinson, đã bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng, điều được cho là không phải một câu chuyện thường tình tại nước Mỹ vào thời điểm này. Cô bé Scott là nhân vật chính, đồng thời là người dẫn chuyện của cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, nhân vật được tác giả gửi gắm nhiều các giá trị hơn cả là người bố Atticus. Điểm sáng của tác phẩm, ông là hình ảnh đại diện cho tiếng nói lương tri và nhân quyền, được ví như đóa hoa sen công lý giữa chốn bùn nhơ tội lỗi. Cho dù Atticus biết khả năng Tom được tự do là rất nhỏ, hơn nữa, cuộc sống của ông và các con sẽ trở nên ngột ngạt bởi những kẻ khinh miệt người da màu. Nhưng bố Atticus cho rằng chúng ta đã bị đánh bại 100 năm trước khi chúng ta bắt đầu, thì đó cũng đâu phải lý do khiến chúng ta không cố gắng. Và ông đã chiến thắng, không phải là trên phiên tòa, mà ở tòa án lương tâm của người dân hạt Macomb, cũng như người đọc. Và ông còn đại diện cho tư tưởng nhân quyền, tiến bộ trong xã hội nhiều thành kiến, và là một người cha với lối nuôi dạy con hiện đại giữa những ràng buộc của các giá trị truyền thống áp đặt và chứa đầy giá trị mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng nên học hỏi. Cho dù rất nghiêm khắc, nhưng thật sự lại rất yêu thương con và luôn chú trọng đến việc giáo dục, dạy con cách nhìn nhận, đánh giá mọi vật xung quanh. Giết con chim nhại khiến người đọc phải suy nghĩ, ám ảnh vì vẽ lên một bức tranh xã hội đầy chân thực. Những điều xấu xa và tốt đẹp song hành. Đôi khi cái này quật ngã cái kia. Đôi khi cái đẹp bị che giấu trong lớp vỏ xấu xí. Và một cái kết con người cảm thấy đau đớn, xót xa. Mọi ngóc ngách trong cuốn sách dù là từng khúc rất nhỏ, nhưng động lại trong tâm trí lại nhiều vô kể. Và chúng ta có thể phải dùng cả đời để chiêm nghiệm nó. Tác phẩm không chỉ tố cáo bất công xã hội, mà còn thấy tia hy vọng về những điều tốt đẹp nếu như mỗi người đều góp phần vào cuộc chiến chống lại những thành kiến bất công và giành lấy quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Ngoài ra, giá trị của Giết con chim nhại không chỉ dừng lại ở nạn phân biệt chủng tộc, mà còn vượt xa hơn nữa. Có thể thấy qua những bài học bố Atticus dành cho Scott và James, đối với ông, không có gì quan trọng hơn việc giáo dục con cái. Ta có thể thấy qua cách trả lời những câu hỏi của hai anh em. Giết con chim nhại có cách kể chuyện độc đáo, dùng lăng kính của chị thơ để cho ta thấy những nhìn nhận mới về cuộc đời, và tác giả dùng hình ảnh mang tính tượng trưng. Đó là hình ảnh con chim nhại được nhắc đến nhiều lần để nói đến cái tốt đẹp và sự trong trắng. Giết con chim nhại đã được tác giả thể hiện được cái nhìn chân thực về cuộc sống và những thông điệp nhân văn ý nghĩa, cũng như phản ánh hiện thực bất công. Cuốn sách xứng đáng là một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại.